Thế Giới Đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Hôm nay thì em đưa lên kênh một sản phẩm, đó là một sản phẩm của hãng Sony có mã là CFD777. Sản phẩm này thì em đã bán ở trên kênh rất nhiều lần. Và trong cái sản phẩm Sony thì riêng về con CFD337 này thì được nhiều người mua nhất và cũng được nhiều người săn lùng nhất. Bởi vì hai lý do. Thứ nhất là về cái kích thước và cái bề ngoài của nó thì có thể nói rất là hầm hố. Và một cái điểm thứ hai nữa là chiếc đài này nó có chức năng chạy đĩa CD. Vì thế nên là đã đặt rất nhiều bác ủng hộ sản phẩm này. Nhưng cũng phải chia sẻ với các bác là những sản phẩm như thế này thì nó không hề rẻ. Bởi vì trong khung giá từ 7 đến 8 triệu cho một chiếc đài của dòng Sony thì đây được mệnh danh là ông hoàng của dòng Sony. Bởi tại sao lại được gọi là ông hoàng của dòng Sony? Bởi vì hãng Sony đưa ra sản phẩm Sony CFD CD337S thì con này là dòng hết số của dòng Sony trong chuỗi CFD. Và nói về CFD 337 thì em đã giới thiệu rất nhiều lần ở trên kênh rồi. Và em cũng không muốn giới thiệu đi giới thiệu lại nhiều lần nữa. Và hôm nay thì em chỉ đưa lên test và quay hình thức của chiếc đài này cho các bác để các bác xem và thẩm phần âm của nó thôi. Thế còn cũng chia sẻ với các bác là sản phẩm này đã được bán cho một bác khách hàng ở Hà Nội. Trong tuần vừa rồi thì em bán 4 chiếc. Một chiếc cho một bác ở tận Cà Mau. Và một chiếc là cho một bác khách hàng có tên là Đỗ Trung Hải ở Bình Dương. Và bác khách hàng nữa ở Tuyên Quang. Thế thì em phải nói với các bác là những chiếc như thế này thì là những chiếc mà rất khó tìm. Bên em thì thi thoảng cũng có hàng. Và mỗi lần về thì về được vài chiếc. Nhưng về đâu thì gần như là cũng hết đến đấy. Đây là chiếc cuối cùng của lô hàng vừa rồi. Chiếc này thì có đặc biệt là tem phần dán ở dưới đáy chiếc đài, còn chưa bóc ra. Phần linh kiện ở bên trong 100% là chưa đụng chạm đến. Và đặc biệt hơn nữa là những chiếc như thế này thì các bác có thể xem được ở trên rất nhiều kênh YouTube đăng. Nhưng mà khi họ đăng ở cái giá rất là rẻ nhưng các bác gọi thì hoàn toàn là không có hàng. Và riêng bên em thì sản phẩm này khi có hàng thì em đều thông báo ở trên kênh YouTube để bác nào may mắn sở hữu thì ủng hộ sản phẩm. Bởi vì nói thật với các bác là những chiếc đài Sony 337 này thì khoảng 1-2 năm trở lại thì mua nó rất là khó mua. Và chiếc này thì có thể là mua ở Việt Nam thì các bác chỉ có mua hàng trong dân. Còn lại thì bên em có mua ở Malaysia sản phẩm này. Thế thì em đang mở test tính năng bằng CD mở nhỏ để các bác vừa nghe em giới thiệu chiếc đài này và vừa nghe em thuyết trình sản phẩm. Và bây giờ em xin phép tiến camera lại, quay hình thức của chiếc đài. Và đây cũng là căn cứ để cho bác khách hàng ở Hà Nội này. Bác này thì ở Tây Mỗ, Hà Nội. Đấy, thì sau khi video này kết thúc thì em sẽ chuyển chiếc đài này đến tận tay bác khách hàng này. Và video này cũng là căn cứ để cho bác khách hàng này sau này xem đối chiếu sản phẩm khi nhận hàng và trong quá trình sử dụng gặp những sự cố hay là về chất lượng của chiếc đài không đúng như mô tả thì bác khách hàng này có thể mang đài đến Thế Giới Đài để trả lại đài. Đây là căn cứ để mà để trả lại sản phẩm. Bên em thì cũng phải chia sẻ rất nhiều bác là bên em bán hàng thì bằng hình thức COD. Đối với sản phẩm dưới 5 triệu các bác hoàn toàn không phải cọc tiền. Trên 5 triệu thì các bác phải cọc tiền, nghĩa là cọc cho em khoảng tầm 300-500 ngàn. Bên em sẽ ship hàng đến tận nơi. Thế còn những bác nào ở Hà Nội thì có thể qua địa chỉ số 107Y, ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm để trực tiếp xem hàng và chọn sản phẩm. Bên em thì có nhiều sản phẩm. Dòng Sony thì bên em làm 3-4 mã như là Sony 111, Sony 710, 715, Sony W300S
và Sony 3/7 CFD. Đó là những dòng chủ chốt bên em luôn luôn có hàng. Ngoài ra thì bên em làm một số sản phẩm khác như là dòng Sharp QT88, Sharp GF535, Sharp 3/7 và Sharp QT77 MK2 là những sản phẩm bên em cũng luôn có hàng. Nhưng trước khi các bác đến xem sản phẩm thì hãy liên lạc với số điện thoại mà em đang chạy trên màn hình. Bởi vì khi em thì bán đài thì là công việc phụ thôi, thế còn việc chính là việc khác. Vì thế nên là khi các bác đến thì cố gắng hãy gọi điện trước để không mất thời gian, bởi vì có nhiều bác khi đến nơi rồi gọi điện thì em lại không có nhà. Và đặc biệt là bác nào lần đầu tiên xem kênh của em thì hãy ấn đăng ký kênh cho em một like để tăng tương tác kênh của Thế Giới Đài. Khi các bác đăng ký kênh của Thế Giới Đài ấy, thì những video em đăng tải lên ấy, thì nó sẽ báo về điện thoại hoặc máy tính hoặc TV của các bác để các bác tiện xem. Bên em đăng tải video vào tất cả các ngày trong tuần vào lúc 20 giờ, nghĩa là 8 giờ tối. Thì các bác hãy ghé kênh vào lúc 20 giờ tất cả các tối trong tuần để xem sản phẩm. Và bây giờ em sẽ quay hình thức của chiếc đài này để cho các bác yêu mến đài trên toàn quốc có thể xem hình thức, cộng với bác khách hàng này ở Hà Nội này thì có thể đối chiếu sản phẩm sau khi các bác nhận hàng. Hình thức chiếc đài thì có thể nói là rất là đẹp. Có vết xước theo thời gian nhưng có thể nói là rất ít. Chiếc này được gọi là những chiếc đẹp xuất sắc mà bên em, và cũng phải chia sẻ với các bác là bên em chỉ mua những sản phẩm đẹp xuất sắc và bán những sản phẩm đẹp hoàn hảo, chứ hoàn toàn không bán sản phẩm lỗi. Đấy. Tem này của nó là tem zin các bác nhé. Bác nhìn cái đường viền màu vàng này, để còn những chiếc như thế này thì nó thật quá là nó không phải là dễ đâu ạ. Có nhiều bác thì cứ muốn sản phẩm nó phải hoàn hảo các chức năng, như bên em cũng công khai giá bán, rồi là công khai hình thức mua, rồi công khai hình thức mua bán, thanh toán. Nó rất đẹp. Em xin hướng dẫn qua về cái chức năng của chiếc đài để những bác nào đang còn vướng vấn đề sử dụng thì có thể là căn cứ vào video của em, hoặc các bác khách hàng này có thể là căn cứ video này để sử dụng chiếc đài này. Nút này có mã là có chữ là tu linh, chữ này để dò sóng của chiếc đài này. Đấy, khi dò sóng này. Và cái nút kế tiếp đây này là nút chỉnh FM AM có 4 giải tần số, như Việt Nam thì chỉ dùng 2 thôi, nghĩa là các bác gạt lên trên cùng là FM, gạt xuống dưới này là AM. Còn cái này thì chỉnh các độ nghe, trầm bổng, nhại. Đấy. Ngoài ra thì có 5 cần gạt equalizer. Đấy. 1 2 3 4 5 và tất cả cần gạt này đều hoạt động hoàn hảo hết nha các bác nhá. Đấy. Cạnh đây là nút cân bằng loa, nghĩa là nó ghi là left và right. Tiếng Anh thì là left là bên trái, right là bên phải, nghĩa là loa trái loa phải. Và cái nút quan trọng nhất của chiếc đài này đó là nút này, nút function. Nút này là chỉnh các chức năng của chiếc đài. Đấy. Một là CD. Đấy, nó có line in, radio và băng. Khi gạt xuống cuối cùng là nút chỉnh băng. Và nút quan trọng đây là nút volume. Còn trên này là các phần chỉnh đĩa CD. Đấy. Các bác nhìn này. Play này, tạm dừng này, tua đi tua lại. Con này nó có thể là được, các bác có thể chỉnh trong này là các chức năng về hát liên tục luôn. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ dừng cho camera xuống và sẽ làm động tác test các tính năng của chiếc đài này cho các bạn nhé. Và bây giờ thì em xin test phần đĩa CD. Đấy. Các bác đĩa CD, các bác cho đĩa vào đây, đậy nắp xuống. Đấy. Thế thôi. Và các ấn, bác ấn play là chạy thôi. Đấy. Bây giờ em hạ cái phần này xuống để cho các bác theo dõi nhá. Đêm trăng này nghỉ mát phương nào, xưa nay chiến địa nhường bao
Xin chuyển sang phần test cassette nhé. Phần test cassette ấy thì các bác dịch cái nút function này xuống nút tape để test cassette. Cassette thì băng đây ạ. Em xin test cassette để các bác cùng nghe nhé. Này thì ở riêng cửa số 1 ấy thì nó có chức năng auto reboot, hay là còn cửa A ấy. Nghĩa là đây dụng đang em đang chạy nhạc đây nhá.
em muốn cho nó revert lại thì ấn nút này thôi. Con này có thể revert bằng tay. Đấy. Để cho nó quay lại bài, nghĩa là chiếc này có thể vừa là revert tự động và vừa có thể revert bằng tay với nút này. Nút này còn gọi là decryption. Đấy. Em đang cho nó revert quay lại. Chia sẻ với các bác là riêng cửa này thì hoạt động thì cũng hoàn hảo. Cửa bên này thì bây giờ em sẽ test luôn cho các bác. Và chiếc này thì phải chúc mừng bác khách hàng Hà Nội này mua được chiếc này thì rất đáng chúc mừng, bởi vì nó riêng tuyệt đối. Xin test phần tua này, tua lại này. Thấy các bác nghe tiếng tua nó êm ru, bởi vì sản phẩm này thì phần cơ của nó còn zin tuyệt đối. Cái phần đít này của nó chưa bóc ra các bạn, đây mình quay cho bác xem. Cái phần tem ở phía đáy này, chữ đài này còn chưa bóc ra các bạn. Đây ạ, phần tem của chữ đài này thì nó còn zin tuyệt đối. Đấy, các bác nhìn camera thì các bác có thể biết là rất là zin luôn. Đấy. Vì thế nên là em cam kết sản phẩm này là còn zin tuyệt đối. Đấy, tem của chú bốc ra nhé. Và bây giờ thì em sẽ test thêm một phần nữa là phần FM chữ đài này. Radio đấy. Phần radio thì các bác chỉ cần gạt lên phần nút radio này. Đấy. Có thể tìm kiếm được cái nguồn nhân lực đáp ứng được cái nhu cầu của công ty cũng như là cái nhu cầu phát triển. Thì như thế thì rõ ràng là cái cơ hội việc làm đối với các kỹ sư mà nhu cầu, tùy theo nhu cầu của mình. Đòi hỏi người làm phải chịu khó, nhất là khi khách hàng ở Việt Nam thì đang ở Hà Nội thì đang có mưa nên là tiếng của nó sẽ hơi trôi. Sau khi tách xong, mà tách lớp lụa ngoài của hàn rồi rửa sạch. Hãy gọi số 111 tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em để được tư vấn, trợ giúp các vấn đề về.
Thì cái suy nghĩ như thế có đúng không? Và bác sĩ có lưu ý gì trong cái việc sử dụng thuốc để đề phòng cũng như điều trị bệnh hen ạ? Đúng rồi. Đấy là một cái... Em xin kết thúc video test tại đây nhé. Và xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã theo dõi và ủng hộ sản phẩm thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Và xin kính chúc toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc thật nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.